bạn đi đâu hết rồi? Em không biết anh. Có Thảo, Thảo vừa mới vô trong cửa hàng này nè anh, thấy cũng khá thú vị. Ủa, đây tỉnh Ba Xe nha. Quý vị và các bạn thân mến, Coleman đang đứng trước cái một cái cửa hàng màu hồng rất là dễ thương. Và Coleman nghĩ rằng ở đây là thấy có trường cái cờ của Ba Xe Style Nanda. Ồ, không biết phải cái tiệm này không ta. Ồ, quá. À, rồi, Quyên. Quyên một đám đã lọt vào trong mê cảnh của Ba Xe rồi. Chìa khóa mất rất là bình thường nha. Từ từ đây, các cái chìa khóa này á là 401, 402 để hotel nha. Trên thực tế đó là những cái mã của các cái cây son đúng không? Các bạn nữ. Đây 604, 601. Đúng như vậy luôn. Mới vô là thấy là cái design cũng quá, cái design của cái cửa hàng này quá đẹp luôn. Để Nguyên quay kệ sách cái chìa khóa. Thôi nếu mà lỡ vô đây thì thôi, lát nữa Coleman mua luôn một số cây son về cho các bạn, làm quà cho các bạn nữ ở nhà nhé. Còn mua cái nào thì lát nữa mình sẽ thử. Ồ, cái này chắc là mascara hay gì quá. Eyebrow mascara, đúng rồi, mascara. Coleman nói quá đúng luôn. Đây vậy bên đây là mascara. Đây là phấn mắt ha. Trời ơi nhìn mê không? Các cô, các chị, các em. À, rất nhiều loại phấn mắt luôn. Trời ơi. Chưa thấy cái chỗ để son nằm ở đâu á. Còn cái shop của Ba Xe mà ở Miền Đông chắc là cái shop flagship store quá. Ôi họ trưng bày đẹp quá trời đẹp. Giỏ như này là 12.000 won. Hai won tức là 200 mấy chục ngàn, 240 ngàn. Đố mọi người biết cái này là cái gì? Một cái gương này, một cái gương tròn như thế này là 9.000 won tức là khoảng 180.000, gần 200.000 đồng Việt Nam. Rồi đây rồi, khu vực son đây rồi. Xíu đi. Hi, chào anh. Nói chung là review, review gặp review. Một
điều mà các bạn coi review mỹ phẩm ở kênh của Colome là sẽ không bao giờ thấy anh ấy test son lên được đâu. Cái son này gọi là cái son son kem, son kem. Ta thử son, ta thử trên đây. Ồ, cái này hơi bị đẹp. Hả, sorry. No, I show so for my friend. Yeah, I show thing for my friend. No, 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 no. Đây quý vị bạn thân mến, mình có thấy là rất nhiều loại đó. Vừa rồi là mình Colome mới thử một cái loại son đó. Còn cái son này là một cái màu khác, màu hơi kim tím, nhìn cũng rất độc đáo nè. Ở đây thì nó không có giống như là những cái chỗ khác là mình được cầm cái son để mình test lên môi, nó không có chỗ để. Đây là có cái này để thử luôn. Cũng hay á. Đây có màu cam. Mọi người cũng hay lắm. Chắc là Colome sẽ quyết định làm thử. Ôi cái này là lên, chắc là nhìn cái môi mình không ra luôn á, thử nha. Lần đầu tiên thử gọi là son nữa. Son kem, trước giờ Colome toàn thử son thỏi mà. Màu cam. Ồ, màu cam nhìn hơi giống như người, mọi người thấy đẹp không? Đó, nhìn rất là pro luôn. Rồi, hơi bị thích cái cây màu cam này rồi nha. Không biết các bạn nữ nào thích không ta? Mua về tặng cho mặt nữ à. Rồi đừng có nói nha, tôi đàn ông mà, tôi vô đây tôi còn mê nó, chứ đừng có nói như mấy mặt nữ. Đây, đây là rất là nhiều cái loại son hỏi. Colome đang kiếm mấy cái cây số cây để mua về cho các bạn nè, giá nè 15.000 won, tức là 300.000. Cây này cái gì ta? Lip color. Đang kiếm mấy cái cây mà 908, 909. Rồi vô đây chứ mình. Colome vô đây mà còn sa đà luôn chứ đừng có nói. Ồ còn trên đây là những cái cây nào bên ta nó xanh thử đó.
Đây cũng là một loại son kem nữa. À, thôi chắc có lẽ là mình nước như vậy đủ rồi. You got 908 909 cái này đi ra đường luôn chút xíu. Yeah, 909 908 89. Đây là hai cây 909. Đây là green. Ồ, cái cây 909 này màu này là màu cũng thịnh đúng không? Màu 909 này là một trong những màu nổi tiếng nhất của rồi. Oh, yeah, đây theo như bà Mirin nói là cái màu 909 này là một trong những cái màu nổi tiếng nhất của bà xe này. Em thấy anh ấy có đánh không? Đánh hả? Đánh vào cái bôi này để em lau xanh ở đây, để em chiếu đi, em lau cái đánh cho. Này lau thử đi, xong lát mình mua, chắc anh sẽ phải mua. Thôi bây giờ mình clean cái này trước. Ôi trời ơi, người ta professional. Bây giờ mình sẽ ra thử cái cây 909, bởi vì Colorman sẽ mua 10 cây. 10 cây phải. 10 cây 909 về tặng cho các em út mình. Đây cái này cây 909. Cái này màu nâu này đẹp quá ha. Màu nâu này đẹp quá. Đây là 906. Cái này màu nâu 906, màu sô cô la. Cái màu mà Colorman cũng rất là thích, nhưng mà cái màu này hơi khó xài chút, đúng không? Cái này là phải style lắm nó mới xài được. Thì cái màu 909 là cái màu rất là nổi tiếng, thử. Wow, cái cách đánh rồi, thấy Medin đánh bắt trước rồi. À, chậm chứ mình quẹt thì không thôi rồi. Vì đi là cái môi cũng dày chắc cỡ. Cái này à. Ồ, cái này tự nhiên quá ha. Sao món yếm từ nay mọc tươi rồi. Đây đánh thử không? Hả? Dạ. Không? Không có đậm không? Đậm như thế này là em chảy một lần thôi. Đây. Cái màu này rất tự nhiên luôn rồi ha. Thôi để mình ra mình lấy mua một cây này là 17.000. Đây giá này 17.900, tức là khoảng 350.000.
đó, Coleman nói đâu có sai, mọi người vẫn còn nhớ đúng không? Đó, thương hiệu chính hiệu của 3CE mà tại ở đây, tại Hàn Quốc luôn. Mình mua ngay tại cái cửa hàng flagship, mình mua tại cửa hàng flagship store của 3CE mà nó có giá là 350 ngàn. Làm sao ở Việt Nam mình mà có giá 100 mấy chục ngàn, 200 mấy chục ngàn được, đủ fake chắc luôn. Oh, what's upstairs? Ôi, cái tòa nhà này, cái tòa nhà như 5 tầng luôn hả? Tao lên thử. So. Đây là cửa hàng của họ. Tầng 5 là hồ bơi, cafe Aparo. Tầng 4 là laundry, là giặt ủi. Không, mà lên tầng 5 đi. Lên thử tầng 5 coi nó có gì hấp dẫn không. Tầng 2 là makeup room and oh, cái này chắc là khách sạn quá hả? Oh, pink hotel. Không, đây là tầng 2. Tầng 2 cũng giống như tầng em gọi hồ bơi. Tầng 2 nó là makeup room. Thử. Ôi, cái kính đẹp quá. Cái cửa nhà hàng của bà Sen nó không có thiết kế, nó quá hoành tráng nhưng mà nhìn rất là dễ thương, đẹp, gọn gàng, nó mà đẹp lắm. Ở đây là trên có khách sạn luôn, nguyên một cái riêng nguyên một cái tòa nhà này là của Steinanda, Abbasia Steinanda. Tất cả mọi cái đây đều màu hồng. Ô, đi bộ lên rồi luôn á, bộ nữa lên. Ô, trên tầng 3 này có bán quần áo luôn. Rồi,
country. Rất nhiều thứ ha cho các bạn. Vòng tay rồi vòng cổ rồi nón. Dây chuyền. Dây chuyền bạc dưới thứ của này. Đây có luôn cả laundry coi. Có giặt luôn. Đây giặt đồ luôn. Ồ đây có giày luôn chứ bộ. Đôi giày là 34.000, 700.000 à. Dễ thương hả? Ba mươi bốn ngàn, 700.000 dễ thương quá đi. Close the curtain, cut the show off. Pop his ass in bed, try not to doze off. Riding through the hood with the doze off. Seen so many strip clubs, damn, I might invest. Damn, wait to get the check. Put her up the puzzle with the crab cake. I'm better holidays, you know I'm mad late. Last couple summers, it was so hard. Quán cà phê kìa dễ thương chưa? Ghế màu hồng luôn, ôi cà phê thơm quá. Xỉu. Môi với lại một số phấn make up không ạ? Hóa ra là trong đây nhiều thứ, bán đủ thứ luôn. Đi xuống tầng 1 này. Rồi xuống tầng 1 này, xuống tầng 1 ra tiền. Mua 10 cây. Một cây 350, 10 cây 3.500.000. Rồi. Em nào đệ tử tôi nhớ đăng ký sớm. các đệ tử trong team Colorman ở Điền Quân nhớ nha, em nào mà muốn thì đăng ký sớm nha, coi clip này đầu tiên, 10 người đầu tiên thôi nha, chỉ có 10 cây 909 thôi. Đây, thank you. Cảm ơn.
rồi đi một cây như vậy là mình còn 9 cây đúng không? Ê, đi theo một vòng rồi. Quý vị bạn thân mến, như vậy là nếu mà các bạn có đến Dương Đông thì nhớ, nhất đặc biệt là các bạn nữ mà kêu làm đẹp á, thì ở đây có một cái tiệm, nhớ nha, một cái tiệm flagship store của Bacia Tainanda, mê luôn, vô là chết mê chết bờ luôn, và chúng ta sẽ mua được những cây son chính hiệu chính gốc, hoàn toàn không fake một chút xíu nào hết nha. 350.000 làm gì có giá 150.000 nha, 500.000 quên đi, đó là tất cả những thứ đó là fake hết nha. Yeah.